Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Và hôm nay mình làm video này xin giới thiệu đến các bạn là mình chia sẻ với các bạn khóa học là gia tăng thu nhập từ việc kinh doanh sản phẩm số. Thì giới thiệu đến các bạn đến với khóa học này tại sao kinh doanh sản phẩm số chứ không phải là sản phẩm dịch vụ hữu hình. Thì ở đây có hai điều cơ bản mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Vì sao lại kinh doanh sản phẩm số mà không phải là kinh doanh sản phẩm hữu hình nào khác? Thứ nhất là sản phẩm số bạn chỉ cần tạo ra một lần duy nhất. Thì sản phẩm số nó không giống như sản phẩm hữu hình cần sản xuất liên tục cho đủ với nhu cầu khách hàng. Và sản phẩm số các bạn chỉ cần tạo một lần duy nhất, và để tạo ra các bạn chỉ tạo ra một lần, các bạn bán lại nhiều lần. Và điều đó đồng nghĩa với giá trị mà bạn mang lại cho khách hàng cũng như là nhân lên nhiều lần mà không tốn nhiều chi phí và thời gian. Thứ nhất là về vận chuyển, thứ hai là về sản xuất, thứ ba là cửa hàng, mặt bằng và marketing, vân vân. Và điều thứ hai đó là tiết kiệm chi phí về thời gian. Tại sao tiết kiệm chi phí về thời gian? Là tất nhiên khi bạn mua và tất nhiên khi bạn muốn một sản phẩm số chất lượng và có giá trị cao thì bạn cũng đầu tư một thời gian và công sức ban đầu giống như sản phẩm truyền thống. Nhưng sau đó bạn có thể tùy ý nghỉ ngơi nếu sản phẩm số của mình được thu hút được nhiều người mua, hay còn gọi cụ thể đó là kiếm tiền thụ động. Và thuật ngữ của MMO hiện nay chỉ với hai lý do trên là khiến cho bạn và hàng trăm người bắt đầu kinh doanh sản phẩm số. Bạn cũng muốn nhưng không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Và khóa học này sẽ hứa hẹn đến các bạn và những trải nghiệm hoàn toàn khác với cách kinh doanh sản phẩm truyền thống, đó là sản phẩm số. Thì đến với khóa học này sẽ chỉ dẫn cho bạn rõ ràng từng bước để tạo ra những sản phẩm số và cho đến đóng gói, đưa chúng lên mạng xã hội và quảng bá, giúp cho số lượng người mua và tiếp cận khách hàng nhiều nhất và khách hàng ủng hộ cho bạn và mua sản phẩm của bạn. Và còn chần chờ gì nữa, và xu hướng kinh doanh của thế kỷ 21 là các bạn kinh doanh online. Đa số các bạn nhìn thấy ở trên internet bây giờ là đều là kinh doanh online cả. Thì lợi ích của khóa học này thì các bạn sở hữu được tư duy thành công và để có thể bán được những sản phẩm số trên internet và biết cách tạo ra sản phẩm số giúp đỡ cho những người đang cần và đang muốn sử dụng và giúp cho nhiều người hiểu được công việc của họ và giải quyết được vấn đề mà họ cần, và khám phá ra niềm đam mê và biết cách đóng gói sản phẩm tung ra thị trường cho người dùng và biết cách rất nhiều kỹ năng và phương pháp để có thể bán được sản phẩm số. Thì các bạn đến với khóa học này là đối tượng đào tạo là chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý và cá nhân muốn phát triển việc kinh doanh trên internet, những người muốn dùng internet làm đòn bẩy cho việc kinh doanh, bất kỳ ai quan tâm đến việc kinh doanh và kiếm tiền, đặc biệt là kinh doanh kiếm tiền trên internet, các nhà tiếp thị affiliate trên internet. Thì đến với khóa học này các bạn sẽ hiểu được và làm được tất cả những gì chương trình chia sẻ đến các bạn. Thì mình đã để cái đường link ở phía dưới, nếu như các bạn thấy video này hữu ích các bạn và thật sự các bạn cần thì các bạn đăng ký ngay khóa học để các bạn biết được những bí quyết chuyên gia chia sẻ cho bạn. Thì hiện tại xin mật bí với các bạn rằng mình đang làm về những sản phẩm số thật đặc biệt và giúp cho các bạn, sẽ giúp cho các bạn có được và biết được và cái ngành nghề, giúp cho các bạn giải quyết được nhiều vấn đề ở trong nghề nghiệp các bạn, như là thiết kế đồ họa và trong ngành tin học nói chung. Và mình sẽ chia sẻ đến các bạn những VCD sản phẩm số của mình. Thì ngay CD này các bạn có thể đăng ký khóa học ngay và để được chia sẻ. Và nếu như các bạn muốn là thiết kế một sản phẩm số các bạn chưa thực sự nắm vững được thì các bạn có thể liên hệ đến mình và mình sẽ chia sẻ đến các bạn là thiết kế sản phẩm số như thế nào. Và mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu của
chương trình thì các bạn đăng ký ở đường link phía dưới của mình thì các bạn sẽ nhận được là ưu đãi khóa học đặc biệt. Nào, mời các bạn theo dõi. Xin chào bạn, tôi là Nghiêm Văn Hùng và hiện tại công việc của tôi đó là kiếm tiền trên Internet bằng việc kinh doanh những cái sản phẩm số và đào tạo người khác cùng kiếm được tiền như tôi. Và hiện tại tôi đang có hơn 4 năm kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm số và giờ tôi muốn chia sẻ nó với bạn tại cái khóa học có tên là gia tăng thu nhập từ kinh doanh cái sản phẩm số. Tôi muốn chia sẻ cho bạn điều này, đó là nếu mà bạn kinh doanh những cái sản phẩm vật lý ngoài kia thì bạn càng bán nhiều sản phẩm thì cái chi phí về sản phẩm của bạn càng tăng lên, nhưng mà với những cái sản phẩm số thì nó cố định, bạn càng bán nhiều thì cái chi phí của nó không tăng theo, và chính vì cái điều này tạo ra cho bạn cái lợi nhuận vô cùng là lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một đoạn video giới thiệu là gia tăng thu nhập từ việc kinh doanh sản phẩm số. Và nếu như các bạn thấy video này các bạn cần và phát triển cho mình biết thêm việc là tạo sản phẩm số như thế nào thì các bạn hãy đăng ký khóa học. Thì khi các bạn đăng ký khóa học này dưới video của mình theo đường link thì các bạn sẽ được giảm giá ưu đãi của Unica, và hãy đăng ký kênh của mình để đón nhận được những video mà mình chia sẻ mới nhất, và hãy theo dõi những video mình chia sẻ về kiến thức đồ họa từ cơ bản đến nâng cao, và mình sẽ chia sẻ đến các bạn những giá trị thực trong cuộc sống, đó là những kinh nghiệm mình đã làm trong việc là thiết kế đồ họa và in ấn và trong lĩnh vực ngành tin học nói chung. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp.